Sư Minh Tuệ thuyết giảng cách từ bỏ ăn thịt. Mình phải phát nguyện to lớn là mình từ nay trở đi đừng có ăn thịt chúng sanh nữa. Giờ mình biết rồi đây, đừng có ăn nữa. Mình nói ăn này đọa đi ngục khổ, không được làm người, không tu hành nữa, làm trâu, làm bò, làm gà như thế để cho ăn lại đây. Mình tư duy như thế, cố gắng giảm dần rồi ăn cái rau, cái chay ấy. Mình cũng sống hạnh phúc rồi thôi, giờ đang thèm ăn hay là cái gì đó, nhưng mà mình cũng tránh dần dần để lần sau mình bỏ được. Mình tập được chứ không ăn là nợ chúng sanh nhé. Mình luyện tập cho mình một cái tâm như thế, tâm từ bi thương hại chứ tự nhiên giờ mình còn ăn thịt, lỡ biết đâu cha mẹ mình đó mình ăn cháu, nhưng mà thịt cha mẹ mình thì mình đâu ăn đâu. Người thân mình hay là con chó mình mà mình nuôi mình cũng không muốn ăn cũng nó, nhưng mà mình lại cho người khác ăn. A Di Đà Phật.